bến rồi. Trời ơi, em đợt đấy em bị mất số ân quý, chả mời biết mời thế nào luôn, nên nên không biết mời làm sao luôn. Trời ơi, đi khiếu hỏi cô đen cũng quên không cái số của ân quý luôn, tiếc ghê luôn á. Không biết mời kiểu gì luôn. À nhưng cũng có ráng inbox cho Facebook của ân quý, nhưng mà ngoài em thấy anh trả lời mãi sau này, cưới cưới xong cả cả năm trời rồi thì ân quý đâu xuất hiện mới trả lời ấy. Tụi em cưới nhau gần 3 năm rồi, thôi đừng bàn là chuyện xưa rồi chị ơi. Vừa là Tết vậy là tiệc nhậu. Rồi mẫu này nha, chị đã lấy thuốc mã sao giùm em. Mã sao nha, xinh đẹp luôn, mã sao. Cầm nên mã sao nha chị ơi, 69k mà được à, cái áo hàng shop 200 mấy nha. 200 mấy mà siêu 69k nha chị. Đó, mấy chị mà không nhanh tay mua là không có được đâu, rồi lấy thẳng một cái luôn nha. Em nói thiệt, vợ em là lầy nhất của đất luôn á. Mà sao, mà sao, mà sao, comment mà sao, nhanh tay bà con ơi, mà sao. Mà sao chất lượng có hàng, mà sao xinh đẹp. Mà sao nha mấy chị ơi, mà sao nha. Con chế nào mình sẽ lè tím không? Cho cái áo ngôi sao nha em. Tiện nghi cho chị, tiện nghi một cái ngôi sao. Ngôi sao này 55 cân đổ về nha, Chị sao Tuyền không Nghi có ơi, sao. chị Tuyền Nghi mà thấy tự nhiên bị văng ra nhảy qua Facebook trang phàm em nha. Sao cho chị hiền dinh, sao cho Sao cho bông bé bông bồng bé. bồng. Thế sao chưa, thế sao chưa. Gần hết rồi. Tuyền Nghi này, Tuyền Chị Dinh, Nghi, Dinh, bông bông bé. bé bồng bồng này. Bé bông bông, còn con gái thôi. Đúng rồi, bé bồng bồng này. Rồi xếp lên nhóm chị ơi, Không xếp biết lên gì màu tím cả. nha. Chị nói xếp lên, comment cho em mà 7. Xếp lên mà 7 với chị 99k, xếp lên này nha, xếp lên 99k mà 7. Chị nói lấy 7 chút 7 nhanh tay này, mà 7 nha. Rồi mà 7 cổ lọ lắm chị ơi, mà 7 cổ lọ, trời ơi, thế nào mà chốt được cái mà 7 này. Cùng lần lần một tí là mang là đúng bài luôn á. Rồi mà 7, mà Không, 7, mét không. 6, 50, 57, 56 cân đổ về nó cũng vừa luôn ha. Xếp Mà này 7, dày nha, xếp dày nha. dây cổ lọ Sao nha. hai cái đi ok hay sao cho chị ạ? Cái gì đi hai cái? Sao cho chị tự đi hai cái. Đi hai cái. Đây còn cái này của em này. Điều gì không? Này. Rồi chị nào lấy xếp lên, cho mình Cái xếp áo lên lộc cho không em. em? À để em mặc thử cho cái Áo này lộc không em? đây không có. À áo áo này chị Ngọc Yến mặc được cái chị ơi. Để đây Áo em mặc thử cho. đẹp nha. Set tím, trời nguyên một set mà chỉ có 69k Cái gì? đến À cái gì vậy? đó. 99k. 99k hả? Thì 66 lộn ngược lại tí kia váy. Số 7 đúng không? Mà Ừ. số 7 cho chị Diệu Bình nè. Sẽ lên mà ống kêu 69k thì em đi từ từ. Rồi, cổ lọ nha mấy chị ơi, đó, không có bị rộng đâu nha mấy chị ơi. Cái người em cũng không hiểu nổi nó là cái giống gì nữa thật sự. Đừng gạo, Em đừng mặc có cái con. size gì nó cũng vừa hết là sao Sao? trời. Mạng này sao? Chị Diệu Bình ơi, chị Diệu Bình mà thấy không được là bay qua Facebook của em liền. Facebook của em cũng đang like đó chị. Em ở em chị like hai máy đó, nên chị không coi được bên này, nhìn qua kia coi cho em nha. Không coi được nick Facebook Bích Thảo thì coi nick Giang Phạm nha, nick Giang Phạm. Nick của em vẫn trâu hơn nick của Ô bạn. thì bầu Ngọc Sari cho em bị sâu rồi. Đây. Còn cái mà đừng đang bằng đôi mắt đấy, đôi mắt Pleiku. Xếp lên mã số 7 này. Mấy chị có thể À mặc. ta, số Dạ. 7 đúng không? Dạ số 7, số 7. Số 7 cho chị Hiền Dinh này. Mấy chị có thể mặc kiểu giống như em cũng được nha. Cái này đây lần lần chị nào vùng lạnh mặc thêm một cái áo len dài tay cho em nha mấy chị ơi. Cực đẹp, cái này là đang kiểu model luôn á mấy chị. Mấy chị đừng có tự mặc kỳ nha, không có đâu. Đà Lạt đang model mấy cái kiểu như thế này. Mặc áo lần lần thế này, sau đó mặc tay bên trong là một cái áo len tay dài nha mấy chị nha. Ấm cực kỳ luôn mà nó đẹp, nó model nữa ha. Nên mấy chị chơi tốt cho em, chốt nhanh tay set len. Có 3 set thôi, chốt cho mấy người rồi, hết chưa? Xét tím, xét tím cho chị Xuân Huyền Tết này. Là hết đúng không? Cùng lúc mà không nóng mà chế. Không có nóng một tí nào luôn á, không Đang có một máu, giọt mồ hôi. đang máu lên não mà sao mà nóng được. Sai Vợ chồng không? không đi báo hả? Thiệt tình, ham lắm lắm luôn đấy, muốn đi báo lắm lắm luôn đấy. Đi báo rồi ai bán đồ cho bạn, ai chơi đồ cho mấy chế nha em đây. Mấy chế là còn coi là em còn bán nha, còn coi là còn bán rất tốt nha mấy chị ơi, rất tốt nha. Cái này là phong rất tốt, phong
rộng nhắm chị ơi, có hai màu là sọc đen, sọc trắng và sọc đỏ. Đây, sọc trắng và sọc đỏ mấy chị ơi, 60 cân cũng vừa luôn nha. Form này form rất tốt, form rộng nha mấy chị. Phải rất tốt mà không ngắn. Cái nào mỏng thế này, như lên mỏng thì em báo lên mỏng, chị Vân yên tâm nhé. Cái nào mỏng, lên cái nào mỏng báo cho chị Vân biết nha. Cái này là lên vừa mặc trong nam, nhớ chị mặc trong nam được nha. Đây, lên thì lên mặc trong nam được nha. Thế mỏng mà. Và cái này, ừ, thì vừa mỏng mà lên dây nhất, dây mỏng lên không thân dây. Dạ, phân tiết đi, nóng. Cái nào mặc trong nam được là chị biết Vân mặc được đó nha. Ngoài đó mặc được đó chị ơi. Đây nha, hai cái, hai màu. Comment cho em mã của nó là mã số 8 đi. Comment số 8 cái màu cho em, nhưng mà form rộng nha mấy chị nha. Form rộng nha, form rộng tới 60 cân cũng mặc vừa luôn, không phải form ôm nha. Form này form rộng, mặc cái quần đùi ha mấy chị ha. Đây nha, dành cho chị nào cân nặng nặng một tí 60 cân đổ về. Thấy Hoàng quần nha. Rồi comment cho em mã số 8, kèm màu 8 để 8 sọc trắng và 8 để 8 sọc đỏ nha. Mã số 8 đây là 60 cân đổ lại mặc vừa hết nha. 60 cân đổ lại vừa hết luôn. Rồi chúc 8 cho em hai màu nha, 8 hai màu. Chị nói lấy 8 màu nào, chúc màu đó cho em nha. 8 hai màu, 8 hai màu ha. Chị. Em vẫn còn luôn áo len á. Áo len mộc, áo len cục dành cho mấy chị mà. Cái áo đang mặc 55kg đổ lên, đôi áo đang mặc hả? Chị nào hỏi á? Hồng Huỳnh. Hồng Huỳnh hả? Hồng Huỳnh hết rồi, Hồng Huỳnh ơi. Áo đang mặc hết rồi. Được luôn. Ở đang mặc hết chị ơi, đó mà không còn nha. Đầm len nha mấy chị ơi, đầm len. Đầm len nha. Đầm len 48 cân đổ lên là 60 cân đổ về. Chị nào lấy đầm len, chốt mà đầm len giúp em. Mà đầm len nha mấy chị ơi, đầm len, đầm len, đầm len 90k. Em sale mấy chị luôn, mấy chị ơi, sale luôn 79k. Sale 79k luôn, chị nào lấy đầm len, chốt mà đầm len cho em, đầm len 79k. Hôm nay em đủ nước không? Chưa uống miếng nào. Mê bán quá. Đầm len 79k này, 60 cân đổ lại mặc vừa luôn này. Chị Thảo đây nói gì, giày áo giày mặc cổ lọ đi chế. Ờ trời, có cái màu đỏ này đẹp muốn chết à. Cái đỏ Hồng Văn thôi, Trần, cổ lọ có đỏ. Hồng Văn Trần không vừa về, vừa xuống cái đỏ là về. Chứ chứ em hết cổ lọ rồi. Rồi chế nào lấy đầm len, chúc đầm len cho em nha. Mà đầm len 79k. Comment đầm len nhân tay nha, đầm len siêu đẹp mấy chị ơi. Áo len là 69 nhá, cái nào em bán đồng giá 69k hết nhá. Có cái nào khác giá là em báo liền nha mấy chị ơi. Như đầm len là 79k nhá. Đầm trời len theo 79k luôn này. Trời, gao len này dễ thương quá. Wow. Wow, áo len cơ bị đẹp luôn. Wow, ôi, dễ thương quá mấy chị ơi. Đó, hôm anh tên cho mình có màu đỏ kìa. Ok, đợi em xíu nhá. Chế ngang ngay. Có màu nào nhúng nhìn đấy không anh? Có màu nào? Chắc em co đi cho anh không muốn được, em chả biết nữa họ họ anh rồi chế nào lấy cái vàng này, chút mà vàng cho em nhé chị ơi, mà vô mà vàng nha, mà vàng siêu đẹp nha chị ơi, mà vàng siêu đẹp nha. Hiền đâu rồi, lấy cái má vàng này Hiền ơi. Đi thôi, đi chụp hình nó bị đẹp. Đầm lên 79, một đầm lên. Chế Nga Nga cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ đi, em mới chốt được nha chị ơi. Chứ không có địa chỉ em đâu có biết gửi hàng cho ai đâu. Hiền đâu rồi em? Hiền ơi, đi Đà Lạt nè. Hiền. Rồi, chốt cho em mã vàng nha mấy chị ơi, mã vàng siêu đẹp hết, nha. Sắp hết. Sắp hết. Một cái nữa thôi. Vàng cho chị Hiền Vinh, vàng cho Hồng Văn Trần. Rồi, chuẩn bị hết. Hiền đâu rồi? Hiền đâu rồi? Giống chốt luôn á thật. Vàng hai cái rồi xong hết. Em mới chốt được có cho mình 8 cái à. Em giao cả nhắm chốt nữa luôn á. Vàng chị Hiền Dinh thấy hai cái vàng luôn, trời quá đẹp luôn, lâu lên mẫu đẹp kia ha. Vàng. Hết rồi đó, vàng. Vàng chị Hiền Dinh hai cái này. Ủa Hiền Dinh lấy hai cái luôn hả? Không có đâu. Màu này có hai màu là kem và trắng nè. Rồi cái này cái luôn, dê dê. Cái gì mà dê dê rồi? Cái gì mà nó dê dê rồi? Ừ? Cái gì đâu. Hay quá ha. Cái gì đâu mà thế Hiền, Hiền đi ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, kệ bà Hiền, bà không có đồ đẹp đi Đà Lạt, kệ bà đi. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, chuẩn bị comment đi mấy chị ơi, chuẩn bị dành mấy chị ơi, mẫu này quá đẹp luôn. Mẫu này em lấy một cái, đẹp quá. Đừng ai xin em không nhường đâu. Mẫu này em không có nhường đâu nha. Em mới chế, nó tìm cho một cái cửa lọ. Đà Lạt, ô Đà Lạt lạnh chị ơi, thiệt. Lạnh lắm. Ok chị Nga Nga cho em xin thêm địa chỉ nhé. Nga Nga đi chung với chị. À rồi ok chị quản trị viên này.
Ok, vậy chị ngay ngay có một cái mã, có một cái mã rồi nha. Cái mã rồi mình đầm lên rồi nha. Rồi chị nào lấy cái màu em đang mặc comment cho em mã 30 cái màu mấy chị ơi, 30 cái màu trắng và màu kem nha. 30 trắng 30 kem. Chị nào lấy 30 chút 30 cho em 30 cái màu trắng và kem nha. 30 trắng 30 kem. 30 trắng 30 kem nha mấy chị nha, 30 trắng 30 kem. 30 cái màu, 30 cái màu mấy chị ơi, 30 cái màu. 30 trắng và 30 kem. Trắng trắng kem kem. Không trắng chốt được hai cái kem, chốt được hai cái thôi nha. Kem này. Tí. Kem chút hết được hai cái, trắng rồi, chút được hai cái thôi. Không quan trọng. Trời thì thế là hết rồi. Trắng hai cái, kem hai cái hả? Dạ trắng hai, kem hai à. Hết rồi. Ok. Chị tự nghi hai màu. Chị tự nghi hai màu này, vậy thì chắc ghê luôn á. Không ra nhiều. Chị tự nghi hai màu này, chị bớt màu trắng là hết trắng này. Còn Kem, cái kem, còn một cái kem thôi, còn một cái kem thôi. Áo này 69k đúng không? Dạ. Trời ơi mẹ nó chết tôi chết quá. Dạ. Bán này chết lâu tôi lâu chết. Em bán Việt Nam thắng em bán trong cái chơi vui rồi đó. Chết. Chị Hiền Dinh kem rồi hết. Chết thế luôn. Rồi, mấy chị ơi. Thật. Đừng có nói gì với em nha. Em ơi. Dạ. Mấy cái này đi. Đợi tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đó đó. Cô ý nói sorry nha. Rồi màu này nhắm chị ơi. Màu này là muốn ý nó được mà. Em đâu có nhìn đâu. Em ơi. Hả? Mày cắn cái ổ. Rồi màu này mặc tiếp. Thế hả? Rồi màu này nhắm chị ơi. Màu này nha mấy chị, màu này là len đẹp len dài luôn, cổ lọ luôn mấy chị, cổ lọ luôn nhưng mà tay của nó là tay hở nha, hở vai nha chị nha. Hở vai ha, màu đen hở vai cực trắng luôn. Da trắng và đẹp luôn, chị nó thích hở vai comment mã cho em là mã số 35 đi. Comment mã 35 cho em, len hở vai phọc dài nha mấy chị, len hở vai phọc dài. Comment mã 35 cho em. Chị bác mộc được cái trắng nhá. Còn chị Mai liên hệ với Thảo giúp em. Không, được đâu, không nhường đâu. Rồi chị nào lấy cái này cầm lên mã cho em mà. Mà bao nhiêu là quên mã rồi kìa anh này. Mã nhiêu nhỉ? Mã cho em Hoàng Huỳnh chưa có ăn hết rồi em ơi. Cái mã này nó ít quá trời ít luôn. Mã này mã nhiêu, mã em cầm mã nhiêu. Mã em đang cầm là mã của em ấy, em biết đâu được. Mấy chị ơi, mã em cầm mã nhiêu vậy? Thôi mấy chị cứ cầm lên mã đen cho em đi ha. Mã đen cho em, có bị gì không? Mã đen. Chốt mã đen cho em nha, mã đen. Mà đen giúp em nha, mà đen. Mà đen nào còn, mà đen nào hết rồi. Chị bấy mộc có trắng nha, chị bấy mộc nha. Chị bấy mộc hen đó, chị bấy mộc là hen rồi đó, hen lắm lắm luôn rồi đó. Giúp chị biết được cái trắng đó. Mà đen. Mà đen cả. Chút mà đen đi. Có hai comment đâu. Đang bị dư âm của cái mã này. Đang bị dư âm hả? Rồi dư âm nữa hả? Gọi tên em trong đêm. Chị rồi. Mai gọi tên em trong đêm. Chị Mai ơi, lấy cái sọc này đi chị Mai ơi. Cái sọc này đẹp này chị Mai. Chị nào lấy sọc comment mà sọc cho em đây. Mà sọc huyền thoại, sọc đẹp lắm. Chị này mấy chị nhìn cái video nó đẹp này. Em làm lơ tất cả thế giới. Đúng rồi, chị Hoàng Huỳnh chưa có nha. 69k mấy chị ơi. Đẹp lắm nha mấy chị. Chị nào lấy sọc tốt sọc lên mê được giả mang luôn. Đó, đẹp không? Mặc hai áo mà còn nhon như thế này cơ mà lên không bị mập cho mấy chị. Tùy mã nha, cái này dáng cực đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái mã sọc tốt sọc kem. Chốt mã sọc nha. Comment sọc nha mấy chị, sọc. Chốt sọc nhanh tay mấy chị ơi, chốt sọc nha. Sọc đẹp lắm. Em cũng lấy một cái sọc luôn, sọc rất là đẹp. Chị nào lấy sọc chút sọc nha, mà sọc. Cái sọc đó có màu nâu, màu đen, màu đen đúng không? Đúng rồi, sọc có ba màu luôn, mà chú sọc đen trước đi. Sọc có ba màu nâu, rêu, đen này, chị nào lấy màu nào comment màu đó cho em nha. Màu nâu, màu rêu, màu đen nha. Comment cái em đang mặc là sọc đen. Cái em đang mặc là sọc đen nha mấy chị nha.
mặc dáng đẹp phô môn ha, phô môn mét 6 55 cân đổ về mặc được nha mấy chị, 55 cân đổ về ha. Gọi tên em trong đêm. Vậy em không có hạ Hoàng Huỳnh, Hoàng Huỳnh đâu có đâu. Hoàng Huỳnh chưa được cái mã đó luôn á. Ít lắm này. Trắng à, đây chị Mai ơi, trắng đây, cho em mấy cái trắng đi nha. Cho em mấy cái trắng lên cho chị Mai nè. Mai ơi trắng đi Mai ơi. Mai ơi trắng đây nha Mai. Trắng này đẹp lắm nè Mai ơi. Thấy mỗi không tiên gì hết. Hoàng Mai chị mặc thử đi. Mặc thử gì á? Đã mặc đó. Đang mặc nè. Sọc này mã sọc 69k, mã sọc 69k có 3 màu đen, đen màu đen, màu nâu và màu rêu nhá. Thế nào lấy màu nào comment màu đó cho em nhá. Đẹp mà. Đẹp lắm, em cũng lấy nữa, đẹp lắm. Love me forever. Trắng này mặc cũng cưng lắm nha. Trắng này mặc cũng cưng lắm mấy chị ơi. Trắng này mặc cũng cưng lắm nè, chị nào lấy trắng này, cổ lò ba phân luôn. Áo hồng là gì ta? Áo cái mà em cầm đưa lên nó à, áo da màu nu hả? Màu nu rồi đó. Chị nào lấy sọc comment sọc nhanh để mặc màu khác nha. Sọc này đẹp, phải đẹp, phải đen đẹp, đẹp, bao không xù hả mấy chị, bao không xù. Bao không xù nha mấy chị nha. Bao không xù luôn ha. Màu bịch em, màu bịch. Rồi về mặc cái da này trước xong mặc cái trắng cho mấy chị. Mặc cái da này Hoàng trước Huê. Mặc cái trắng ha. Hoàng Huê cho em cái trắng. Ok nha, chứ Hoàng Huê có một cái trắng nha. Hoàng Huê được một cái trắng. Chế Hiền Dinh một trắng nữa nha. Hiền Dinh một trắng. Mã kem với trắng ở Mỹ em một mã em có không? Chưa có nha, chưa có nhé. Hồi nãy mấy cái chung chưa chốt được nha em ơi. Chị Uyên Nguyên chưa chốt được cái nào, chị ngủ đây mai đi làm. Chị chào chúc chị Uyên Nguyên ngủ ngon nha. Chị Uyên Nguyên Hà Nội. Mẫu này mấy chị mặc được hai kiểu nha mấy chị nha. Kiểu thứ nhất là mấy chị mặc bề vai ha. Đây mặc bề vai thế này ha mấy chị ha. Đó. Phông ngắn nha mấy chị, phông ngắn và bề vai ha. Đấy vậy thương chưa. Rồi kiểu thứ hai, kiểu thứ hai là mấy chị có thể mặc đưa cái bề vai để lên trên cổ ha mấy chị ha. Đó, rất là dễ thương. Cái này là nó bị tấn công là do cái áo bên trong của em nha. Do cái áo bên trong ha. Rồi chị nào ơn cái màu này chốt nhanh cho em ạ. Của nó là mặt số 10 nha mấy chị, mặt số 10 cho màu cho em. Màu này là màu nu nha mấy chị ơi. Màu nu. Màu nu là 10, có hai màu, màu nu và màu xám. Màu này là màu hồng nu nha, hồng nu đó nha. Nu đó, không phải là màu hồng hẳn đâu mấy chị nha. Mấy chị đừng có nhìn lộn nha. Phô môn nha, mét 6 khoảng 53 cân đổ về, 53 cân đổ về mấy chị ha. Mặc kiểu thứ hai là mấy chị mặc đồ đồ nha. Kiểu thứ hai là mấy chị mặc kiểu cổ hơi đồ đồ một tí ha. Mặc lên xịt xịt lên trên cổ đồ đồ một tí ha mấy chị. Đó đồ đồ lò lò một tí như thế này. Đây là kiểu thứ hai ha. Đó tùy mấy chị thích mặc kiểu gì mình mặc nha mấy chị. Đó kiểu thứ hai là mặc đồ lò lò như vậy nha. Rồi đang mặc hai lớp lên nha. Rồi chị đơn mẫu này chốt nhanh cho em nè. Mà 10 thì màu nhắm chị 10 xám và 10 hồng nu. 10 nu cho chị Hiền Dinh, 10 nu cho Hoàng Huê. 10 nu cho chị Hiền Dinh nè, 10 nu cho Hoàng Huê nè. Rồi 10 nu cho ai ở đây. 10 nu cho ai ở nè, cầm lên lên rồi. Có một cái xám thôi. Cho em xem cái màu đỏ đi. Ừ cái cổ lò màu đỏ kia cho mấy Hồng Anh Trần coi nãy giờ em kéo về á. Em lấy về á. Rồi đây đây. Xám đây, xám đây. Chế đơn xám chút xám luôn. Lúc mà xám luôn. Đây dễ đơn xám chút mà xám luôn nha. Mà xám luôn, mà xám luôn. Đó, xám đi nha mấy chị nha. Mà xám đẹp quá. Rồi xám chút xám luôn nha mấy chị ơi. Xám còn một chiếc phải ha, tay nó bị đẹp luôn. Tay chị thương nha. Con mình dễ thương lắm. Tuần sau chị đi Đà Lạt kìa. Khi nào á? Chị mai hả? Rồi, tiếp nha, tiếp nha. Im. Mười xám cho chị Hiền Dinh nè. Xám chứ. Xám không? Em đọc sau em biết gì. Mười xám chị Hiền Dinh luôn này. Chị Hiền Dinh vừa nuôi vừa xám nha. Còn cái nô nữa. Còn một cái nô nữa cho chết hả? Đây. Đây em mặc cái cổ lò lên lại nha. Cái nào lấy cổ lò, chốt cổ lò. Chị Mai ơi, chị Mai đi Đà Lạt có chốt cổ lò, lấy cổ lò luôn nè. Cổ lò đẹp lắm. Đà Lạt là lắm. À, đưa em cái khoác luôn nha. Cổ khoác này luôn nè. Đây, 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 đây. Em mặc hai cái màu này lên mấy chị ơi, đẹp lắm. Đẹp lắm nha. Em ơi.
tay lên nè, xong mà chết. Em ơi, chết. Gọi em mà em lơ kìa. Ai, em có thấy đâu, thấy đường mà. Ừ, bị cận đúng không? Em đang thử đồ thấy mồ luôn nè. Thử đồ chết luôn nè. Hồi này chế nào lấy hai cái á, chế tuổi nghi đúng không? Chế tuổi nghi hồi này chốt hai cái đúng không? Tuổi nghi rồi chứ còn không chứ là nhường cái chế mai một cái đó tuổi nghi ơi. Chế tuổi nghi hồi này chốt hai cái nhường cái chế mai một cái đi. Thảo tuổi nghi ra chứ hình dính. Tuổi nghi. Chế tuổi nghi hả? Chỉ có tuổi nghi nhằm này nhé, thế thì hai màu. Comment lên hai màu. Để phụng chắc như bóc. Rồi, tuổi nhường một cái tuổi nghi cho chị hình cho chị mai nha. Tuổi nghi rồi, chị tuổi nghi ơi. Ok, đừng mình đấy nha. Cho chị mang một cái nha. Quần chị mặc có bán không? Không nha chị ơi, quần em mặc em không bán nha. Rồi chị nói ơi cái đỏ chút mà đỏ cho em cái đỏ của lộ quá dễ thương luôn mấy chị. Mặc rất là nhỏ người, người rất là gọn luôn mấy chị ha. Em cũng mới 6 cân nhưng mà em rất là mập luôn mấy chị, eo tới 70 luôn á. Nhưng mà mặc cái này nhìn người rất là gọn và đẹp ha. Chị tự nghi bảo chị kìa. Tao đâu, tự nghi đâu. Của bạn chị nữa. Cho em cái đỏ đi, ok này, cho Hồng Văn Cân một đỏ cổ lọ em nhé, 69 cho anh nha. Rồi. Vậy như vậy, vậy em chỉ nhường cái này cho chị Mai. Tại cái đó em mê lâu lắm rồi, em không nhường được đâu. Em nhường cái này cho chị Mai nha. Cái này đẹp lắm, em được xí mặt này. Chị Mai ok, em nhường cho của màu trắng thôi. Mày nói thật, cái kia của em nó bị hơi ố ố rồi. Chị Mai có lấy gì này. Đây. Ok giùm em. Không lấy là em giữ luôn. Đây. Đó, Mai ok không? Ok giùm em luôn. Thương lắm, yêu lắm, nhường đó nha. Chứ không nói là không có nhường đâu. Cái này đẹp lắm. Đây, chỉ nhường mặt luôn, đơn giản và đi cực kỳ. Ok không? Ok em nhường luôn nha. Không ok em để mặt luôn nha. Rồi đỏ đỏ, chị nói lấy đỏ chút đỏ nha, em xuống đỏ nha, chị ơi xuống đỏ nha. Xuống đỏ. Đây đỏ xuống đỏ nha mấy chị. Rồi mỗi lần mặc ra mặc vô cho chụp hình này. Rồi mẫu này, mặc mẫu này luôn. Mẫu này là vàng, mấy chị có thể mặc làm nhạc phát được nha mấy chị nha. Ấm lắm. Ấm lắm luôn á. Nó có cổ, có dây khóa ha. Vậy thôi cực kỳ. Như cái cười ông già. Cái áo của chị tự nghi còn. Chốt còn này hết để em một cái. Thấy rồi còn đâu. Trời phụ tâm thêm á chứ ơi. Em không còn, em phụ tâm lắm. Cái áo đó 200 mấy 300 ngàn. Rồi đâu có còn được 4 cái em sale rồi mấy chị. Khổ tâm lắm mấy chị ơi. Rồi mẫu này nha chị đâu. Mẫu này comment liền cho em. Mã của nó là mã 88 mấy chị ơi. Trời ơi mã 88 đẹp quá nha. Sao mà mặt tối đấy mặt cái giống gì nó cũng đẹp vậy ta. Thôi được rồi. Rồi mã 88. Chị nào lấy 88 chốt nha. 88 cho em. 88 mình mặc được hai kiểu nha. 88 mấy chị có thể mặc làm cổ lọ được. Mặc cổ lọ được nha mấy chị nha. Rồi mặc làm cổ thấp. Có cổ bè cổ được luôn. Đây là mã 88. 54 cân, 55 cân đổ về mà 88, 55 cân đổ về. Chị nào lấy 88 cầm đi nhanh 88 cho em không hết nha. Cầm đi nhanh 88 cho em không hết nè. Mà 88. Mà 88. 88 chỉ còn 2 chiếc thôi. Chị nào lấy 88 cầm đi nhanh 88 nha. Nhân ơi chúc 88 cho em nha. 88 cho em. Chị nha, chưa vẫn còn thích hả chị? Đời chị like lên mà không được cái nào hết. Hoàng Huỳnh kém quá mà. 88 là 69k anh chị ơi. 69k. Cơ Hồng Hồng Trần, Hồng Trần mới đẹp. Hồng Hồng Trần dễ thương chết được. Nhìn Hồng Hồng Trần mà mình còn mê nữa chú trai. Em gửi đồ lộ chị cũng không nói gì. Em lại chị luôn. Chị Mai ơi. Mai tí em bút số điện thoại cho Mai gọi nha. Không ngờ em lầy mà chị Mai còn lầy hơn em luôn á. Chị Mai ơi em nói thiệt, để chút nữa em inbox số điện thoại cho Mai chị gọi đi nhé. Thôi rồi em nhường chị Mai hết khổ tâm lắm. Này em nói với em nha đấy. Này em mà đưa cái mục nha. Thôi em chẳng nhường ai hết. Không phải rồi. Chị Mai gọi cho em nha. Mai tí em inbox số điện thoại cho rồi, Mai gọi nha. Rồi chị nào lấy cái 88 comment 88 cho em nha.
Chị mai đúng 9 giờ sáng mai chị gọi nha. Thiệt. Em nói thiệt đấy, giờ đó giờ lên chủ bà xã em đúng 9 giờ sáng gọi nha. Em inbox cho, yên tâm đi. Sao giờ này gọi là giờ lên của bao nhiêu tiền? 69k, 69k, chỉ 69k thôi. Cái nào khác giá em đang lên liền, còn lại 69k hết. Đẹp thôi, 69k hết. Nhưng mà nói chung toàn đẹp thôi, không có xấu đâu. Đó, thấy không? Trời ơi. Mấy chị ơi, nói cái gì mà ăn cái giống gì vậy trời. Da trắng mấy chị mặc cái dụng đẹp em nói thật á. Kem em đâu rồi, lên quảng cáo cho mấy chị coi. Đẹp hả? Mất có người mất 50 ngàn. Mất 50, 100 cũng được. Kem đâu? Chị có số. Đúng rồi, em nói thiệt, mai đúng 9 giờ chị gọi cho em, hứa với chị 100 cái gì cũng được. Rồi chị nói cái mộng này comment cho em mà còn nói là mà số 40. Chớ mà 40 cho em nha mấy chị ơi, mà 40 cũng đẹp quá à. Xong rồi ăn gì, áo đen có đẹp quá. Mà 40 nha mấy chị, mà 40 nha. Chị mai nha, đúng 9 giờ gọi số của Thảo nha, đừng gọi số của em nha. Để giữ quà, để giữ quà tối nay em may mắn. Không sao, xem bông đây nha, anh giữ cho, yên tâm đi, chưa mai vô nha. Mà 40, mà 40. Ờ, mấy chị nào lấy 40, comment 40 nhanh tay lên cho em nha mấy chị ơi. Thế mấy chị đi ngủ hết rồi, thôi em cũng xin phép được offline lên lên mẫu cuối cùng offline ha. Rồi mẫu này, chị nào lấy mẫu này chốt cho anh chị em luôn nè. Nè. Từ đó. Sao vậy? Từ lúc cái kia nó lên là không có quan tâm. Rồi chị nào ơi cái áo lên cái chơi này cầm em mặc cánh chơi cho em luôn mấy chị. Mặc cánh chơi này 60 cân đủ về ok luôn á. Comment bằng cái nhớ giúp em. Thật sự đổ đồ. Ok, chị Hồng Văn Trần nha, mai mai. Em không biết đâu chị Mai ơi, mai đúng 9 giờ gọi cho em nha, đúng 9 giờ nha, thiệt. Rồi, à. Chị Hồng Văn Trần gửi địa chỉ bên Hòa, bên Hòa Bình đi sao? Cái đường gì ra Hòa Bình phải không ta? Hồng Văn Trần gửi địa chỉ nào em ơi? Gửi địa chỉ nào báo cho em để em gửi nha. Em offline nha chị ơi, mai lên tiếp cho khuya rồi mấy chị ơi, offline nha. Em đi chị ơi. Hết mọc rồi. Hết mọc rồi mấy chị ơi, em offline đây, ngày mai lên tiếp đi. Mai ok nha, mai gửi chị bên Hòa Bình cho em mai nha. Mai lên đồ mới nha. Em like nhanh nhanh cho coi chịu đi, chị Vân Nguyễn. Vâng, em off rồi còn lên gì nữa. Bye bye mấy chị nha. Ok, ok gái nha. Mai gặp đi. À áo của chị Tuệ Nghi chốt còn không chị? Tuệ Nghi chốt cái gì vậy? Hàng cho áo đi. Còn nô Tuệ Nghi xin Tuệ Nghi mãi chốt cho chị ấy mà Tuệ Nghi không cho đây nè. Hết rồi, rồi hết rồi Hoàng Huỳnh ơi. Bye bye mấy chế ha. Chúc mấy chế ngủ ngon. Chế nào cần trắng da này, chế nào mịn da, chế nào hết mụn hết nám, nói chung có mọi vấn đề về da thì em bút cho em nha. Rồi để ngày mai đi em sẽ tư vấn kem, tại tối nay cũng hơi trễ rồi đó. Để ngày mai em tư vấn kem nha. Ngày mai em sẽ tư vấn kem cho mấy chế nha. Bye bye.